Ông điên Ủa, vậy là anh là thầu xây dựng hả? à? Làm thầu, Thầu làm xây dựng. nhà dân dụng. Rồi, bà xã mình mất được 2 năm rồi hả? Bà xã mất 2 năm. Rồi, bây giờ nhà cửa mình thế nào? Nhà thì cũng có nhà làm, anh muốn tìm người cũng bình thường. Nghèo cũng được. Nghèo cũng được. Nói lớn lên ơi, anh Có em mình nói chuyện thì nghe nhưng mà trong máy không nghe. tức là người bình thường, không quan trọng là phải là người giàu có. Người bình thường đến nhanh vẫn được, đúng Vẫn không? được. Công nhân bình thường cũng được. Đúng rồi, công nhân ở trọ cũng được hết, nhưng miễn làm sao là tìm hiểu hợp là được. Rồi. Hiện tại thì bà, anh cũng có nhà bên đó hả? Bây giờ mình sống một mình hay sống chung với con? Mình đang sống với một người con đang học lớp 11, Rồi. có cho thuê đồ mấy năm nay thì vẫn vẫn để cái chỗ đấy là cho thuê, người ta quản lý cái chỗ đấy cũng được. Cũng được. Có nghĩa là anh kinh doanh về lĩnh vực gì? Cho thuê đồ xây dựng đấy, cho thuê đồ Cho làm xây dựng. thuê sắt thép dàn giáo rồi này kia đúng Đúng, không, phối đúng rồi. trộn này kia đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ cô nào về với anh thì anh vẫn đi làm xây dựng bình thường, còn chị đó sẽ ở nhà cho thuê cái đó Đúng rồi. đúng không? Đúng rồi. Vậy là quá tốt rồi. À, toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một anh trai thầu xây dựng, nó nhà cửa sẵn sàng ha, đúng không anh? Nhà cửa đàng hoàng ha, Có đất đai đầy đủ. đàng Ở lên chương trình nhờ anh em kết nối tìm kiếm một người yêu thương rất là dễ, rất đơn giản, nghèo cũng được ha, hoàng. Được. đạo đức là được. Rồi về nhà anh lo. Thì sự thật như thế nào? Xin mời mọi người đón xem chi tiết. Thay mặt anh em, xin chào anh nhé. Xin chào này, đầu tiên cũng xin chào mấy anh em lên trong lên chương trình. Chúc đại gia đình nhà mình hạnh phúc, sau cũng chúc quý đang coi chương trình nói lớn lớn chút anh nè. Nhiều sức khỏe. Rồi hiện tại tình trạng không nha, hôn nhân gia đình mình sao? Chẳng thì bà xã mất 2 Rồi năm. trước hết thì anh giới thiệu anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở Tên đâu? là Dương Văn An. Anh ơi. Sinh năm 1968 này. 68. Trong căn cước. Hiện tại đang ở Vĩnh Cửu Đồng Nai. Đồng Nai ha. Rồi, bà xã mất lâu chưa? Bà xã mất 2 năm. Rồi, từ 2 năm nay mình có tìm hiểu thêm cô nào nữa không, chị nào nữa không? Cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi đâu. Ừ, là anh là thầu xây dựng hả? Làm thầu Thầu làm xây dựng. nhà dân dụng. Rồi, bà xã mình mất được 2 năm rồi hả? Bà xã mất 2 năm. Rồi, bây giờ nhà cửa mình thế nào? Nhà thì cũng có nhà làm nhà tiền chế. Nói chung là mình là chuyên đi xây dựng nhà cho người ta. Chuyên xây dựng. Bây giờ nhà mình cũng có nhà riêng rồi. Có nhà riêng. Rồi vậy là có. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quá tốt rồi. Công việc của mình giờ này nó có ổn định không? Công việc thì từ lúc bà xã mất thì 1 năm vừa rồi anh chưa có đi làm, mới đầu năm với làm lại thì năm nay nó làm ăn nó cũng chậm, công việc nó chuyển ít. Thu nhập thì mình đỡ không? Lương tháng thu nhập đỡ không? Thu nhập thì nói chung là làm cái này thì nó cũng lúc Tùy ha. và nó khó, cái này khó nói. Nhưng mà tháng mà cao nhất thì thời điểm mà mình nhận được khoảng bao nhiêu tiền? Cái này thì anh làm thì mình cứ tính trung bình khoảng 15 triệu đổ lại đi. Đó. Nhỏ quá không nghe được. À. 15 triệu đổ lại ha. Và đúng Còn có 15 triệu khi đổ cao thì nhiều hơn ha. Rồi. Rồi. Nếu mà anh cũng quá quá giỏi rồi, quá tốt rồi. Thế mình chia sẻ chút xíu về bản thân mình không? Bản thân thì anh thì điểm mạnh thì cũng nói lớn lên anh nếu mà nghĩ cái gì nghĩ thì cũng cố gắng làm cho bằng được. Để nếu thì sống cũng là nội nội tâm đôi khi cũng hay giúp người làm những cái này khác. Rồi bây giờ mình lên là tìm một nửa thương mong muốn nhanh như thế nào nè? Anh muốn tìm người cũng bình thường. Nghèo cũng được. Nghèo cũng được. Nói lớn lên ơi, có anh em mình nói chuyện thì nghe nhưng mà trong máy không nghe. tức là người bình thường, không quan trọng là phải là người giàu có. Người bình thường đến nhanh vẫn được, đúng Vẫn không? được. Công nhân bình thường cũng được. Đúng rồi, công nhân ở trọ cũng được hết, nhưng miễn làm sao là tìm hiểu hợp là được. Rồi. Hiện tại thì bà, anh cũng có nhà bên đó hả? Bây giờ mình sống một mình hay sống chung với con? Mình đang sống với một người con đang học lớp 11. Rồi. Nhà mình bự không? Bên đó bự không? Không, nhà thì nhà tiền chế. Nhà tiền chế. Rồi. Mình còn đắt đâu không anh? Không không có. Bây giờ có một chỗ đang ở. Đó nhà tiền chế ha. Vâng, nhà tiền chế. Rồi mình có cần lấy vợ ở khu vực vùng miền gì không? Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được hết ạ.
Chứ giờ thì mình cũng có tìm hiểu nhưng mà không đến với nhau được hả? Đúng rồi, có tìm hiểu một hai người nhưng mà không liên được. Rồi. Rồi lương thật ở cái đây mình làm thu nhập cũng ổn định hả? Và thu nhập thì hai năm trở về đây thì nói chung là nó cũng chậm. Thì bây giờ mình nhắm lấy vợ về mình lo nổi không? Thì lấy vợ về anh nói chung là người hai bên cùng làm, mình nói thế. Tất nhiên là công việc thì mình sẽ sắp xếp cho người ta được. Nói chung thì gánh nặng thì bên mình đúng không? Còn bên kia phụ chắc một ít nào thôi chứ. Đúng rồi. Nhưng mà giờ bây giờ có mấy cô mấy chị mà lớn tuổi hơn anh thì được không? Không, mình phải lấy người bằng tuổi đổ lại. Bằng tuổi đổ lại ha. Vâng. Lớn hơn vài ba tuổi cũng được chứ. Không, lấy bằng tuổi đổ lại. Bây giờ anh ở đó đất đai mình nhiều không anh? Không có đất đai, nhà có mỗi chỗ để ở thôi. Ai gì hả? Nhà có nhiều đất, nhiều tiền không? Không, đất ở đấy thì cũng bình thường. Mấy tỷ ha? Không, đất bình thường, không mấy tỷ. Ừ. Bây giờ anh kết nối một nửa về là nghèo cũng được ha? Nghèo cũng được. Ừ, nghèo cũng được, xấu cũng được. Vâng, nghèo xấu được, cơ bản là hợp là được. Anh về anh lo được không? Lo công ăn việc làm là kia ok không? Việc làm thì có việc làm thì lo được. Bây giờ ví dụ chị nào mà không có việc làm về anh có lo được không? Được. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế tính cách của anh thế nào? Khó tính không? Tính cách thì mình cũng sống bình thường, hòa đồng, không có gì khó tính. Rồi. Mình có nhậu không? Nhiều không? Nói chung là làm bên xây dựng thì nhậu là có nhậu đấy. Ừ. Mình nói là có nhậu. Nếu thuốc thì hút thì có nhậu. Nhưng mà mình có nóng tính, cọc tính không anh? Không, tính nóng thì không có nóng tính. Bình thường. Bình thường ha. Ừ. Quá tốt luôn ạ. Độ tuổi đây không quan trọng ha. Không, độ tuổi dưới tuổi mình đấy chứ trên là hơn tuổi mình. Trên 1-2 tuổi cũng không chịu nữa. Và sao vậy? 1-2 tuổi cũng thôi vậy. Hơn tuổi. Đấy, bằng tuổi. Chừng nào mà lớn hơn nhiều và mình mới ngại, còn 1 tuổi 2 tuổi em thấy bình thường chứ sao đâu. Bây giờ chị nào mà muốn về kinh doanh làm ăn á, anh có hỗ trợ cho chị ấy chút vốn để kinh doanh được không? Kinh doanh thì nhà anh cũng đang có sẵn. Nhà anh cũng đang kinh doanh luôn hả? Tức là nhà mình cũng đang có kinh doanh sẵn, lúc còn bà xã cũng đang kinh doanh. À, hôm trước anh kinh doanh về cái gì? Anh kinh doanh về lĩnh vực gì? Lĩnh vực cho thuê đồ xây dựng. À, vậy là bây giờ kiếm cô nào về là chỉ phụ anh làm thôi. Hả? Phụ anh kinh doanh là được cái gì? Được. Thế anh có quan trọng là vùng miền ở đâu không? Miền Tây, miền Bắc gì được không? Nói chung là miền nào cũng được hết, cơ bản tìm hiểu hợp là ok. Rồi, bây giờ anh lên chương trình thì ví dụ như có mấy cô, mấy chị cũng đang nhà cửa ổn định thì muốn anh về ở rể, anh có ở rể không? Ở rể chắc không được. Không được ha, phải về bên mình ha. Nghề này khó, mình nói thế cho nó dễ. Ừ, không ở rể được ha. Không ở rể được. Thì mình nói vậy thì đỡ mất thời gian của mấy anh, cũng như mấy chị luôn ha. Đúng rồi, quan trọng. Rõ ràng. Bây giờ cô nào mà về với anh đặt cái kế hoạch tương lai của mình sẽ làm gì và như thế nào? Kế hoạch thì bây giờ nhà thì bây giờ anh cũng đang có cho thuê đồ mấy năm nay thì vẫn để cái chỗ đấy là cho thuê người ta quản lý cái chỗ đấy cũng được. Có nghĩa là anh kinh doanh về lĩnh vực gì? Cho thuê đồ xây dựng đấy, cho thuê sắt thép giàn giáo rồi này kia đúng không? Cối trộn rồi này kia đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ cô nào về với anh thì anh vẫn đi làm xây dựng bình thường, còn chị đó sẽ ở nhà cho thuê cái đó. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là quá tốt rồi. Vậy là giỏi rồi. Nhà nghèo gì cũng không quan trọng, nghèo cũng được. Đúng rồi, cơ bản là hợp là được. Rồi, bây giờ ví dụ mà chị nào mà đang là ở trọ, đang làm công nhân mà về với anh đồng ý không? Được hết. Được hết. Nếu vậy là anh dễ chứ. Thế anh tâm nguyện của anh muốn một người như thế nào? Thì một người cơ bản là sống hòa đồng với mọi người mà đối xử bên nội ngoại ok là được. Sống người thật thà là ok. Thật thà là ok. Không quan trọng giàu nghèo hết ha. Rồi. Nếu vậy anh cũng khá dễ tính chứ đâu. Nếu như vậy ở ngoài xã hội thì anh có tìm hiểu ai chưa? Cũng có tìm hiểu một anh rồi nhưng mà không thành công hay sao? Đúng rồi, tức là vậy. Thế lý do tại sao hôm nay anh lên chương trình của em ngày hôm nay? Mình muốn lên trên này thì nó cái phạm vi nó rộng hơn, rồi thì khi là tụi người có khi là mình nó người thật việc thật đúng không? Đồng hoàn cảnh, cùng hoàn cảnh mà người ta cũng
thông cảm với cái điều kiện hoàn cảnh của mình thì đến với nhau thì có. Nhưng mà anh hồi đó vợ mình mất là 2 năm là mình cũng tìm hiểu rồi nhưng mà không được ha. Có mới gần đây mới dám tìm hiểu. Nhưng mà liệu còn cái tính cách của mình nó có khó tính không, khắt khe gì không? Tính cách của mình thì mình đến tuổi này thì mình cũng phải tìm cái người nó là làm sao nó hài hòa hợp lý với mình thì hai bên. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Hai bên là nó có cùng quan điểm thì nó dễ sống hơn. Nếu như bây giờ mà chị nào về với anh mà không muốn kinh doanh về buôn bán vật liệu của anh nữa, mà chị muốn làm cái khác giống như là spa, làm móng, làm nail gì đó thì anh có hỗ trợ chị không? Cái đấy thì cũng có thể là hỗ trợ được, nếu mà người ta, nếu mà hợp vẫn có thể hỗ trợ được. Ví dụ như mà cần vốn khoảng đôi 300 gì đó anh sẵn sàng hỗ trợ không? Cái này mình khả nếu như mà thật lòng với nhau á. Nếu mà mình nói ở trên này thì mình nói thế thì nó đôi khi nó không hay mấy, là vì bây giờ mình tìm hiểu nếu mà hợp hai bên mà hợp với nhau ấy thì đã sẵn sàng đến với nhau hợp rồi thì nó không có vấn đề suy nghĩ về cái, nhưng còn mình lên đây mình nói cái nó không hay mấy. Rồi. Còn chung là nếu hợp thì có thể tính sau ha. À, đúng rồi. Rồi nếu vậy thì anh cũng quá ok rồi. Thế anh xem chương trình của tụi em lâu chưa? Xem cũng cả năm rồi. Cả năm mà sau bây giờ mới quyết định lên đây. Tức là vợ mới mất thì mình lên sớm quá thì đôi khi nó có ý kiến nhiều trái chiều. Mình chờ 2 năm rồi ha. 2 năm rồi mình mới quyết định lên. Rồi. Rồi trong khi vợ mới mất chắc mình cũng buồn lắm anh ha. Đúng rồi, buồn khoảng 1 năm là anh không làm gì ấy. Okay, không. 1 năm không là không làm gì hết. Vậy là chứng tỏ anh tình cảm dành cho vợ khá nhiều ấy. Bây giờ ví dụ như cô nào về mà không muốn cơm nước nổi, không muốn làm ăn, không muốn kinh doanh hết á. Nói chung là muốn cơm nước nổi trợ, hỗ trợ cho anh. Anh đồng ý không? Cái đấy theo anh nghĩ chắc mình nếu mà thế thì chắc mình nghĩ cũng bên kia người ta cũng không muốn. Tại vì còn tuổi thì người ta vẫn muốn người ta làm những cái công việc để người ta thứ nhất là khuây khỏa cái bản thân, thứ hai nữa nó cũng là có cái hay, niềm vui của người ta. Nếu người ta ở nhà không thì anh nghĩ là chắc ít người ta làm việc những việc đấy. Với lại bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn độ tuổi lao động mà ha. Đúng rồi, thì ít người ta muốn làm những cái việc đấy. Nên là anh không chịu ha. Rồi, thế thì hôm nay anh lên đây thì anh có vẻ của mình cũng xấu, mình cũng hơi khép kín đấy nhỉ. Đúng rồi, anh sống nội tâm, anh cũng có ít từ lúc ấy thì mình cũng sống khép kín. Mình cứ cởi mở tí thì nó dễ sống hơn. Tức là tính mình vậy chứ không. Rồi. Thì mỗi người một cái quan điểm, mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau, thì anh đưa ra những cái quan điểm như vậy thì hy vọng là sẽ có chị nào đó phù hợp với anh. Anh thì cũng là thầu xây dựng, cơ sở làm ăn cũng có, nhà cũng có, kinh doanh cũng có. Đó thì muốn tạo một người đó thì nãy giờ anh đã chia sẻ rồi đó, anh tâm sự rồi. Các cô, các chị nào mà muốn kết nối với anh thì hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại trong trang cá nhân hoặc là nhắn tin ha. Rồi. Rồi, thì bây giờ trước khi kết thúc thì anh có lời nào muốn nhắn gửi tới các cô, các chị đang theo dõi câu chuyện của mình ngày hôm nay không? Thì mình cũng muốn lên chương trình này thì cũng mong các anh, các chị và các em thì nếu mà lên đây thì cũng cho nhau cơ hội cùng cái mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Còn mình cho nhau một cái cơ hội để đi nốt cái quãng đường còn lại. Rồi, hôm nay anh đến đây, anh có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Ok, anh chịu trách nhiệm. Anh có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh, video và thông tin của anh để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống? Anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Rồi, cảm ơn anh. Thay mặt anh em trong chương trình cũng xin chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Các cô, các chú, anh chị nào muốn kết nối thì hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại trong trang cá nhân nhé. Mọi người sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể. Đó, người thật việc thật. Anh trai này là thầu xây dựng ở Đồng Nai anh ha. Vĩnh Cửu Đồng Nai. Và mọi người nhớ đăng ký kênh, nhớ bấm vào chuông, nhớ để lại những lời bình luận góp ý nhá. Bây giờ xin cảm ơn. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy 2 chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À, bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa hả? Ừ, anh lấy 2 chai thì người. Bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Nó sưng hụ cái gối lên, xong bắt đầu uống mà thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thì thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa?
Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ô Gần vậy đây là mới bảo là anh hợp thuốc, à bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha. Ừ, hai chai người ta còn đấy cho người ta một chai, còn anh uống một chai xong hết anh đấy. Dạ rồi ok anh, nếu anh uống Được, tốt còn ai hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. rồi ai mà gửi thì người ấy đợt trước mà Thôi. gửi thế nào lại lâu thế chứ, thì bảo không biết là không thấy gửi thuốc về. Đâu bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà, Thì đấy nó tùy theo anh, ba có ngày khi thì nó rưỡi giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo đúng cái đợt rồi. nó nhiều hàng hay ít Anh hàng. mấy hôm anh bận quá, anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ ok em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi rồi Dạ rồi em đấy chào nhá. anh. Dạ.